Tám định luật thành công để đời của người Do Thái. Thành công là do bạn lựa chọn. Cơ hội là do bạn nắm bắt. Nó không bày sẵn trước mắt để bạn tóm gọn. Thế nên, với tám định luật thành công của người Do Thái chia sẻ trong bài viết này, sau khi tham khảo bạn sẽ sắc sảo hơn trong quan sát, tinh danh hơn trong lựa chọn. 1. Định luật đồng hồ. Không thể có hai người cùng chỉ huy. Sử dụng hai người quản lý một kế hoạch kinh doanh là điều người Do Thái từ chối thực hiện. Bởi điều này rất dễ gây nên những mâu thuẫn tranh chấp. Tương tự như việc nếu sử dụng một chiếc đồng hồ thì kết quả sẽ chính xác. Ngược lại, sử dụng hai đồng hồ cùng một lúc sẽ có sự khác biệt về thời gian. Kết quả của công việc nhận được chỉ là sự bất đồng, kém hiệu quả và không có được thành công. Tư duy này rất đúng với kinh nghiệm của bản thân tôi. Nhớ khi xưa từng góp vốn mở cửa hàng thời trang, người thì muốn lấy hàng thế này, người thì muốn lấy hàng thế kia, người thì muốn bán hàng thế này, người thì muốn bán hàng thế kia. Con người vốn dĩ rất khó hợp ý nhau, để hợp ý trong kinh doanh còn khó hơn nữa. Thế nên định luật đồng hồ của người Do Thái cũng là một định luật thú vị mà bạn nên tham khảo trước khi muốn hùng vốn làm ăn cùng người khác. 2. Tư duy Edison. Thất bại là mẹ thành công. Lần thất bại thứ nhất chỉ đơn giản là bài thu hoạch kết quả cho lần thành công tiếp theo. Vậy nên người Do Thái không sợ thất bại. Ngược lại, đây chính là động lực để họ cải tiến và có được thành công cho những lần thử tiếp theo. 3. Hiệu ứng Matthew. Nhất định phải là người dẫn đầu. Chỉ có dẫn đầu một hoạt động nào đó mới giúp bạn có được thành công to lớn. Bởi lúc này, sự quan tâm của thị trường đang đổ dồn vào hoạt động kinh doanh của bạn. Các trang thương mại điện tử hiện đang cạnh tranh rất khốc liệt. Hiện nay sự chênh lệch chưa quá rõ ràng. Chứ một khi rõ ràng, kẻ đứng đầu sẽ là kẻ có tất cả. Nhất định phải là người dẫn đầu. Đó là định luật thành công tuyệt vời của người Do Thái mà bạn nên học tập. 4. Định luật rượu và nước bẩn. Dẹp sạch kịp thời phần tử tiêu cực. Một định luật thành công của người Do Thái được cho là rất nghiêm khắc, khiến cả thế giới muốn học và làm theo, đó chính là rượu và nước bẩn. Đã là nước bẩn thì không thể giữ rượu mãi sạch. Đã là rượu sạch khi đổ vào nước bẩn vẫn chỉ là nước bẩn dù liều lượng có nhiều hoặc ít. Nghiêm khắc trừng trị, loại bỏ cá nhân có sai phạm, phần tử có dấu hiệu phá hủy tập thể ngay từ khi mới bắt đầu là mầm mống gây hại. Với cá nhân cũng vậy. Bạn cần loại bỏ suy nghĩ tiêu cực và thay vào đó những suy nghĩ tích cực. Có như vậy thì rượu của bạn mới sạch được. 5. Tư duy Florence. Mục tiêu giống như hải đăng, đủ sáng mới có thể chỉ dẫn tàu thuyền. Khi đặt mục tiêu cần xác định đó là mục tiêu nhìn thấy được, thực hiện được. Một khi không có mục tiêu rõ ràng, bạn chỉ là một cái vỏ rỗng dù có thông minh đến đâu hay nhiệt huyết đến đâu. Người Do Thái rất chú trọng đến mục tiêu trong tương lai của họ và điều này giúp họ thành công nhanh hơn. Giống như ngọn hải đăng, đủ sáng thì mới có thể chỉ dẫn tàu thuyền. 6. Hiệu ứng ruồi ngựa. Dùng ruồi ngựa để khiến con ngựa lười biếng hăng hái tinh thần. Đối thủ mạnh chính là nguyên nhân khiến chúng ta có sự phấn đấu không ngừng trong mọi việc, cũng như giữ vững vị thế của mình. Người Do Thái không ngủ quên trên chiến thắng. Điều này tương tự như việc một con ngựa lười biếng khi bị ruồi ngựa cắn sẽ cắm đầu chạy không ngừng nghỉ để bản thân không bị đau và đổ máu. Nên nhớ, cho dù ngựa lười biếng thế nào nhưng khi bị ruồi cắn là nó bắt buộc phải chạy. Thế nên, nếu bạn là người lười biếng, hãy để ruồi ngựa đốt quanh mình. Có như vậy, bạn mới phát triển được. 7.
dao cạo óc càn. Nếu có thể hãy tối giản hết mức. Trong tác phong làm việc, người Do Thái thích thú với việc đơn giản hóa tất cả các vấn đề, không cường điệu hóa vấn đề nhằm tập trung giải quyết công việc chất lượng. Khi một việc bị phóng đại quá mức, nó sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề khác. Bạn phải đầu tư thêm nhân lực để giải quyết nên sự đơn giản là điều cần duy trì. Thế nên, nếu có thể thì hãy tối giản nhất có thể. Quan trọng là hiệu quả, những thứ còn lại chỉ là phù phiếm mà thôi. Tư duy cá bống, không chạy theo trào lưu, hãy suy nghĩ độc lập. Quy luật sống của cá bống là chọn ra một thủ lĩnh để cả đàn chạy theo. Nhưng do mù quáng, nên kể cả con thủ lĩnh có bị sao thì cả đàn vẫn tiếp tục lao đầu về phía trước. Người Do Thái không chú trọng điều này. Họ được dạy về suy nghĩ độc lập, phân biệt đúng sai cũng như dừng lại đúng lúc từ khi còn rất nhỏ. Và đó cũng là lý do tại sao họ thành công. Một khi vận dụng được 8 định luật thành công của người Do Thái phía trên, chắc chắn sẽ có nhiều sự tiến triển đang chờ đợi bạn ở phía trước.